Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mầm mống xung đột giữa Việt Nam và Campuchia có tính lịch sử. Ngày 25 tháng 2, BBC tiếng Việt đăng bài Giải pháp nào cho những xung đột ngầm giữa Việt Nam và Campuchia của học giả Bửu Nguyễn từ Úc Châu. Theo đó, trong nhiều thế kỷ, đồng bằng sông Cửu Long đã chứng kiến mối quan hệ đầy biến động giữa Việt Nam và Campuchia. Tuy trong những năm gần đây, hợp tác được đẩy lên thành nét chủ đạo trong quan hệ giữa hai nước, nhưng hóa giải hết những cơn sóng ngầm để đạt được một nền hòa bình lâu dài vẫn là điều khó nắm bắt. Tác giả cho rằng mặc dù cuộc chuyển giao quyền lực từ cựu thủ tướng Hun Sen sang con trai mình vào tháng 8 năm 23 có vẻ suôn sẻ nhưng lại ẩn chứa nhiều thách thức nội bộ. Chủ nghĩa dân tộc Campuchia cùng với quá khứ thân Việt Nam của Hun Sen đã dẫn tới sự chống đối từ các phe phái đối lập, dẫn đầu là Sam Rainsy. Cáo buộc Hun Sen đã tạo điều kiện cấp phép chuyển nhượng đất đai cho các công ty Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC. Tác giả nhận xét, trải qua nhiều thăng trầm trong suốt hàng chục năm nắm quyền khi dựa vào Việt Nam lúc ngã sang Trung Quốc, di sản mà Hun Sen để lại cho con mình chứa đựng nhiều thách thức, nhất là việc cân bằng mối quan hệ giữa các đồng minh truyền thống là Việt Nam và Trung Quốc. Theo tác giả, mầm mống căng thẳng trong quan hệ Việt Nam và Campuchia được gieo từ thế kỷ thứ 7, khi đế quốc Chân Lạp và đế quốc Đại Việt tranh giành sức ảnh hưởng trong khu vực. Đến thế kỷ 19, sự trỗi dậy của Triều Nguyễn và việc mở rộng về phía Nam đã sáp nhập lãnh thổ mà một số người Campuchia vẫn coi là Campuchia Krum, Thủy Chân Lạp, là một vết thương vẫn tiếp tục mưng mủ cho đến ngày hôm nay. Nhưng tác giả đánh giá xung đột kéo dài nhiều thế kỷ ấy, trường tàn khốc nhất gần đây diễn ra trong chiến tranh Campuchia-Việt Nam 1978-1989. Trước sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ, Việt Nam đã can thiệp, lật đổ chính phủ diệt chủng, nhưng đã để lại di sản là sự ngờ vực và oán giận sâu sắc, phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước. Hình ảnh đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tác giả phân tích quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia mang nhiều sắc thái phức tạp, vừa hợp tác vừa nghi kỵ, vừa muốn bỏ quên quá khứ nhưng lại không thể nào rũ bỏ được. Đây là lý do tại sao cần có những nghiên cứu khám phá về cách cả người Việt Nam và người Campuchia nhìn nhận những xung đột lịch sử này, cũng như tác động của chúng đến cuộc sống của họ để thu hẹp khoảng cách giữa những câu chuyện trong sách giáo khoa và những trải nghiệm sống. Tác giả nhận định xuyên suốt lịch sử xung đột ấy, thiệt thòi nhất vẫn là những cộng đồng dân cư sống xen lẫn giữa hai quốc gia. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh này, hai quốc gia phải vượt ra ngoài những câu chuyện mang tính ngoại giao để có được sự hòa giải thực sự. Xung đột giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn với các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia, thậm chí đôi khi còn có các nhà sư Phật giáo lãnh đạo, những người vốn được coi là trung lập, và những xung đột âm ỉ ấy có thể biến thành bạo lực bất kỳ lúc nào. Một cuộc biểu tình chống Việt Nam của người Campuchia với sự tham gia của các nhà sư. Tác giả nhấn mạnh sự hiện diện của các nhà sư Phật giáo trong các cuộc biểu tình là một điều đặc biệt đáng chú ý bởi sức ảnh hưởng đáng kể của các nhà sư ở một quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo. Điều này cho thấy sự chuyển hướng quan hệ chiến lược sang Trung Quốc của Hun Sen có thể là một nỗ lực nhằm lôi kéo người dân Campuchia. Vẫn theo tác giả, giảm khoảng cách giữa các câu chuyện lịch sử và trải nghiệm đương đại chính là chìa khóa để mở ra vấn đề cốt lõi gây xung đột trong lịch sử. Bằng cách đó, Việt Nam và Campuchia cuối cùng có thể vượt qua xung đột và xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Không có cách khắc phục nào là nhanh chóng, nó đòi hỏi một cam kết thực sự từ cả hai phía. Để thừa nhận quá khứ và giải quyết những bất bình trong lịch sử, các chương trình giáo dục cộng đồng mang lại đồng cảm và nhận thức về lịch sử có thể thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ. Tác giả kết luận, xây dựng lòng tin thông qua hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực có lợi ích chung như bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có thể thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác hòa bình giữa hai bên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin mầm mống xung đột giữa Việt Nam và Campuchia có tính lịch sử. Nhiều dự án điện gió tại Lào có kế hoạch bán điện về Việt Nam. Ngày 25 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, hơn 4.100 MW điện gió tại Lào có kế hoạch bán về Việt Nam. Theo đó, 7 dự án điện gió của Lào với tổng công suất gần 4.150 MW đang được các nhà đầu tư nước này đề nghị bán cho Việt Nam qua đường dây truyền tải liên miền. AFA cho biết trong số trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho truyền thông hay công suất từ nhà đầu tư Lào đề nghị bán trước năm 2025
là hơn 682 MW. Số còn lại sau thời gian này, EVN cho biết, chỉ riêng đề xuất bán điện gió qua các đường dây truyền tải tại Quảng Trị, các dự án Lào cũng có thể cung cấp hơn 4.000 MW, lớn hơn rất nhiều so với khả năng giải tỏa công suất bên phía Việt Nam. AFA dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Vinacom nhiều lần có kiến nghị EVN về việc triển khai dự án điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet, Lào với công suất 495 MW. Hình ảnh bản tin trên AFA. Dự kiến, dự án đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Vì vậy, công ty Vinacom đề xuất EVN có kiến nghị tới Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu dự án điện gió Savan 1 và cam kết đưa dự án vào vận hành năm 2025 để góp phần cung ứng điện cho miền Bắc Việt Nam. AFA cũng dẫn báo cáo của EVN gửi Bộ Công Thương cho biết, điện cho miền Trung và Nam sẽ được đảm bảo tới 2030 nếu các nguồn mới trong quy hoạch điện số 8 đảm bảo tiến độ hoàn thành. Nhưng với miền Bắc, cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô đến năm 2030 sẽ hết sức khó khăn và khu vực này sẽ thiếu điện từ năm 2025. Vì thế, nhập khẩu điện từ Lào sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu điện các năm tới. Theo AFA, Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào chủ yếu là từ thủy điện từ năm 2016 và từ Trung Quốc từ năm 2005 qua các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ. Việc tăng mua điện từ Lào cũng được Bộ Công Thương đưa vào kế hoạch cung cấp vận hành điện trong năm 2024. AFA dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương, nói trên tờ Tuổi Trẻ rằng việc nhập khẩu điện từ Lào ngày càng gia tăng là một xu thế trao đổi kinh tế thị trường hợp lý với đôi bên cùng có lợi. Nếu Việt Nam có thể nhập khẩu điện gió từ Lào thì có lẽ đây là một tín hiệu tốt cho quá trình chuyển đổi xanh. Hình ảnh nhiều dự án điện gió được triển khai tại Lào với mục đích bán điện về Việt Nam. Vào cuối năm 2022, Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận với các nước công nghiệp phát triển G7 để nhận được một gói trợ giúp tương đương 15,5 tỷ đô la cho việc chuyển đổi từ điện than sang các nhiên liệu thân thiện với môi trường, nhằm đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, ngay sau đó, Việt Nam đã liên tiếp bắt bớ 6 nhà hoạt động môi trường độc lập, khiến cho quá trình triển khai gói hỗ trợ này có trở ngại. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng để phát triển điện gió ngoài khơi vì có gió mạnh và các vùng nước nông gần khu vực đông dân cư. Ngân hàng Thế giới ước tính lĩnh vực này có thể bổ sung thêm ít nhất 50 tỷ đô la cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bao nhiêu năm qua mà Việt Nam vẫn ì ạch trong quá trình phát triển nguồn năng lượng tái tạo này, có thể nói là đến lúc này vẫn chưa có nhà máy điện gió nào đi vào hoạt động. Chung quy cũng chỉ bởi vì những cản trở trong vấn đề thủ tục, quy định và cả kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực này. Trước đó, Việt Nam từng đặt ra kế hoạch có được 6 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030, nhưng theo các chuyên gia, khó có thể đạt được mục tiêu này. Điều đáng nói là quá trình chuyển đổi năng lượng xanh chậm trễ của Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế, bởi đa số các nước phát triển ngày nay đều đòi hỏi tiêu chuẩn xanh về hàng hóa nhập khẩu vào đất nước của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nhiều dự án điện gió tại Lào có kế hoạch bán điện về Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d